Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Các quan chức chính phủ từ khắp thế giới phương Tây sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và học giả ở Madrid tại hội nghị thượng đỉnh Bilderberg lần thứ 70 vào cuối tuần này. Đằng sau những cánh cửa đóng kín và ngoài tầm với của báo chí, những người tham dự dự kiến sẽ thảo luận về Ukraine, Nga và tương lai của chiến tranh. Được tổ chức hàng năm kể từ năm 1954, Hội nghị Bilderberg quy tụ những người giàu có và quyền lực từ châu Âu và Bắc Mỹ để thảo luận, theo hầu hết các báo cáo, về cách điều chỉnh chặt chẽ hơn nền kinh tế và chính sách của họ. Việc tham gia chỉ dành cho những người được mời, không có tuyên bố hoặc thông cáo chính thức nào được đưa ra và theo thông tin chi tiết hạn chế có trên trang web của nhóm Bilderberg, những người tham gia với tư cách là cá nhân và không bị ràng buộc bởi các quy ước của văn phòng của họ hoặc bởi các thỏa thuận trước. Trong số những người tham dự có Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Finner, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cũng như các Thủ tướng Hà Lan và Estonia, các Bộ trưởng Ngoại giao của Tây Ban Nha, Ukraine, Thụy Điển và Ba Lan và Phó Thủ tướng Ireland từ giới kinh doanh, giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla, giám đốc điều hành BP Murray Altin Klos và cựu giám đốc điều hành Google Eric Smith sẽ tham gia cùng với một số giám đốc điều hành AI của Google, Microsoft và Anthropic PBC. Theo trang web Bilderberg, các chủ đề chính của năm nay bao gồm trạng thái AI, tương lai của chiến tranh, Ukraine và thế giới và Nga. Mặc dù Nga là chủ đề thảo luận, nhưng không ai trong số 131 người tham dự có tên trên trang web là người Nga. Tính bí mật vốn có của chuỗi hội nghị Bilderberg đã làm nảy sinh các thuyết âm mưu từ cả hai phía của chính trường. Những người cánh tả coi Bilderberg là một công cụ của quyền lực tư bản, trong khi những người cánh hữu đánh giá các cuộc họp cùng với sự kiện gặp mặt của Ủy ban Ba Bên và Diễn đàn Kinh tế Thế giới là những phiên họp lập kế hoạch cho một cơ chế toàn trị toàn cầu hay trật tự thế giới mới. Trang web Bilderberg có thông tin cho biết nhiều nhà lý thuyết âm mưu khác nhau đã đưa ra những cáo buộc hoang đường về mục đích của các hội nghị. Dù những tuyên bố này không có bất kỳ cơ sở nào, nhưng chúng tôi thấy làm tiếc khi nhiều tuyên bố này vẫn tiếp tục xuất hiện mạnh mẽ trên mạng và trong các nhóm truyền thông xã hội. Forbes trích dẫn dữ liệu thu thập bởi nhà nghiên cứu Sahet Tracker đến từ tổ chức OSINT cho biết Số lượng máy bay không người lái tấn công tầm xa thuộc họ Ziran của Nga ít đáng lo ngại hơn nhiều so với tốc độ phát triển kỹ thuật của chúng. Nga đang điều chỉnh máy bay không người lái Ziran-2 để khiến chúng ít bị tổn thương hơn trước hỏa lực mặt đất. Cuối năm 2023, phiên bản tàng hình đã xuất hiện với lớp phủ tối màu giúp hấp thụ sóng vô tuyến và còn khiến chiếc UAV khó phát hiện hơn vào ban đêm. Ziran-2 đã được tích hợp thêm modem 4G kết nối với hệ thống thông tin di động của Ukraine Điều này cho phép người điều khiển UAV theo dõi chúng trong chuyến bay và xác định xem nó đã đến được mục tiêu hay bị bắn hạ ở đâu. Sự hiện diện của modem trên máy bay cũng cho thấy chiếc Zyran 2 có thể được lập trình lại theo tọa độ mới trong chuyến bay để tránh lực lượng phòng không Ukraine. Có khả năng modem cũng cho phép điều hướng bằng cách sử dụng vị trí của cột thông tin di động. Đây có thể là một biện pháp đối phó với hệ thống giả mạo định vị vệ tinh Pokrova của Ukraine có thể khiến Zyran 2 đi chạch hướng. Giới chuyên gia cho rằng những đổi mới trên Ziran 2 xuất hiện để thêm vai trò trinh sát hoặc xác định tác động của các cuộc tấn công trước đó, mặc dù hoạt động trong bóng tối thì điều này là đáng nghi ngờ, nhưng việc trốn tránh phòng không có thể là một nhiệm vụ thực sự. Cần nhấn mạnh rằng các báo cáo gần đây chỉ ra việc Nga đang phát triển một số loại đầu đạn mới cho Ziran 2, bao gồm cả đầu đạn gây cháy và nhiệt áp để chống lại những mục tiêu cụ thể. Theo đánh giá, việc sức mạnh tăng gấp đôi có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tầm hoạt động so với ban đầu nhưng khả năng hủy diệt tăng lên là đáng để đánh đổi. Trước đó, một số nguồn tin từ phía Ukraine thông báo rằng Nga đã tiến hành công việc một cách khẩn trương để hiện đại hóa máy bay không người lái cảm tử Zeran 2 trong nhà máy nằm tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan. Đặc biệt là sự gia tăng đáng kể trọng lượng đầu đạn nổ mạnh của máy bay không người lái, con số từ 50 đã lên tới 90 kg. Bên cạnh đó, đầu đạn nổ phân mảnh và nhiệt áp của UAV cũng được phát triển. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay đã có báo cáo về việc Nga sử dụng chiếc ziran 2 với đầu đạn nhiệt áp ngoài thực địa. Nhiều khả năng đây là những cuộc thử nghiệm đầu tiên ghi nhận cho thấy nó sở hữu sức mạnh gần bằng đạn rocket trang bị cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solsepec. Đáng ngạc nhiên hơn, thẻ SIM của nhà mạng Ukraine Kyivstar bắt đầu được lắp vào máy bay không người lái. Điều này giúp xác định vị trí của UAV. Thông tin thực tế về việc tiêu diệt mục tiêu, vùng áp chế và các thông số quan trọng khác dữ liệu được truyền qua mạng di động tới Telegram theo thời gian thực. Ngoài ra, dư luận Ukraine cũng đang chú ý tới việc Nga trang bị cho máy bay không người lái một vài thiết bị liên lạc đặc biệt nhằm mục đích sử dụng ở cấp độ chiến thuật như tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần tiên tuyến. Trước kia, vai trò này được giao cho UAV Cube hay Lancet nhỏ hơn. Theo Defense Blog, máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Đức ngày 1 tháng 6 đã đánh chặn một máy bay trinh sát chiến thuật Su-24MR của Nga gần lãnh hải Latvia. Theo các phương tiện truyền thông, Su-24MR biến thể trinh sát đặc biệt của máy bay ném bom chiến thuật Su-24 được phát hiện khi không có kế hoạch bay hay liên lạc vô tuyến. Máy bay này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được trang bị hệ thống giám sát và tác chiến điện tử tinh vi. Vụ đánh chặn được thực hiện từ căn cứ không quân Lienvade ở Latvia một phần trong sứ mệnh kiểm soát không quân vùng Baltic của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Kể từ khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014, NATO đã tăng cường các nhiệm vụ giám sát trên không tại các quốc gia vùng Baltic. Đức tham gia các sứ mệnh này từ năm 2005 và hàng năm đóng góp cho lực lượng kiểm soát không quân tăng cường của các nước vùng Baltic trong ít nhất 4 tháng với một đội ngũ triển khai chung, trong đó có các đơn vị bay và lực lượng hỗ trợ. Sứ mệnh kiểm soát không lưu các nước Baltic của NATO Hoạt động từ năm 2004, đảm bảo tính toàn vẹn của không phận trên Estonia, Latvia và Litva, những quốc gia thiếu nguồn lực để tuần tra bầu trời một cách độc lập. Nhiệm vụ này đóng vai trò như một biện pháp phòng thủ và tập thể trong thời bình, nêu bật cam kết của NATO đối với an ninh của các quốc gia thành viên. Theo hãng tin Reuters, số lượng máy bay NATO xuất kích để ngăn chặn máy bay nga tiếp cận không phận các đồng minh ở Biển Baltic đã tăng từ 20% đến 25% trong quý I năm nay. Đây là chia sẻ của một nguồn tin giấu tên trong NATO. Nguyên nhân Nga gia tăng hoạt động được cho là do NATO tăng cường tập trận. Tuy nhiên, nguồn tin từ chối đưa ra con số cụ thể về số lượng chuyến bay quân sự của Nga gần lãnh thổ các nước NATO. Vào năm 2023, NATO cho biết, dàn chiến đấu cơ của đồng minh đã cất cánh hơn 300 lần để đánh chặn máy bay quân sự Nga và hầu hết là trên biển Baltic. Kể từ đó, NATO đã nhận thấy sự thay đổi trong các loại máy bay được Nga sử dụng. Khác với trước đây, các phi công phương Tây hiện nay hiếm khi phát hiện chiến đấu cơ hoặc máy bay ném bom chiến lược của Nga tiếp cận không phận đồng minh, mà thay vào đó hầu hết là máy bay trinh sát và đôi khi là vận tải cơ. Nguồn tin cho biết thêm, không rõ lý do tại sao Nga thay đổi hành vi, nhưng có giả thuyết Moscow cần máy bay ném bom và chiến đấu cơ hoạt động ở Ukraine giữa lúc cường độ xung đột ngày càng tăng. NATO cáo buộc máy bay quân sự của Nga thường không chuyển mã phát đáp để cho biết vị trí và độ cao hoạt động, cũng như không thông báo kế hoạch bay và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, NATO đã tăng cường hiện diện dọc theo sườn phía đông, điều động thêm máy bay chiến đấu và thiết lập hệ thống phòng không trên mặt đất. Các quan chức ngoại giao Nga tại Ba Lan sẽ bị hạn chế rời khỏi các khu vực mà họ nhận nhiệm vụ. Chính phủ ở Vaksava tuyên bố, đồng thời cáo buộc Moscow đang tiến hành một cuộc giao tranh hỗn hợp. Ngoài đại sứ quán ở Vaksava, Nga còn có lãnh sự quán ở Karakow, Gdansk và Poznan. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, hôm 27 tháng 5, sau cuộc họp các bộ trưởng EU tại Bruxelles. tôi vừa công bố quyết định của Ba Lan liên quan đến việc Nga tham gia vào giao tranh hỗn hợp chống lại liên minh châu Âu và Ba Lan. Ngoại trưởng Sikorski cho biết thêm, chúng tôi có bằng chứng về sự liên quan của Nga trong việc hậu thuẫn hoạt động phá hoại ngay cả ở đất nước chúng tôi. Ba Lan hy vọng liên bang Nga sẽ coi đây là một tín hiệu cảnh báo hết sức nghiêm trọng. Nga vẫn chưa phản hồi về động thái này. Ông tuyên bố, đây là một chiến dịch trên khắp EU. Vác Sava đã cáo buộc Moscow âm mưu tấn công các cơ sở thương mại ở Ba Lan, Litva, Latvia và Thụy Điển, mặc dù không đưa ra bằng chứng nào. Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trên kênh truyền hình TVN24 rằng 9 cá nhân, bao gồm các công dân Ukraine, Belarus và Ba Lan, đã bị bắt vì tình nghi tham gia âm mưu phá hoại thay mặt cho Nga. Ông Tusk nói, các nghi phạm bị buộc tội đánh đập, đốt phá và cố gắng phá hoại một nhà máy sơn ở Uroklo và một cửa hàng IKEA ở Litva. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2023 của Ba Lan, tiếp tục chính sách của chính phủ tiền nhiệm là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vaksava trước đó đã tịch thu các tài khoản ngân hàng và tài sản của đại sứ quán, cũng như một số bất động sản thuộc về cơ quan đại diện ngoại giao của Nga. Moscow lên án đây là sự vi phạm trắng trợn công ước viên về quan hệ ngoại giao. Chính phủ Nga đã đe dọa sẽ có phản ứng đáp trả tương xứng, nhưng cho đến nay, Vaksava vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Moscow. Thậm chí đại sứ Nga tại Ba Lan, Sergei Andreev, bị Bộ Ngoại giao Ba Lan cách đây vài ngày triệu tập liên quan đến một vụ phóng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, ông không thực hiện theo lệnh triệu tập với tuyên bố, Vaksava từ chối cung cấp bằng chứng liên quan đến cáo buộc nhằm vào Nga. Giới chức quân sự Ba Lan cùng ngày cáo buộc Nga đã phóng tên lửa hành trình từ trên không, xâm phạm không phận của Ba Lan ở gần khu vực làng Oshedau trong vòng 40 giây vào lúc 4 giờ 23 phút sáng. Vác Sava nhấn mạnh cần lời giải thích từ phía Moscow.